Bài hôm nay chúng ta sẽ học tạo mẫu với Photoshop. Trên màn hình của Photoshop ta thấy đây là sản phẩm của Photoshop bằng những cái lệnh và những công cụ Photoshop ta tạo ra được chiếc micro y như thật. Để làm bài này chúng ta sẽ thực hiện được, ta phải biết được 3 kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng tô màu, thứ hai là kỹ năng tạo chất liệu, và thứ ba là kỹ năng tạo hình. Bây giờ chúng ta thực hiện bài này như sau. Đầu tiên bạn sẽ mở một cái file mới, tạo một file mới với kích thước là 10 pixel, bề cao ngang 10 pixel, bề cao 10 pixel, độ phân giải là 72 dpi, và chúng ta chọn phần background content, có nghĩa là transparent, có nghĩa là không có màu, nghĩa là rỗng, nên nhấn ok. Thì bây giờ chúng ta nhấn double click vào bàn tay cho nó to nhất, nó được phóng 1600%, nó to nhất. Tiếp theo chúng ta nhấn hình trên A để chọn tất cả, tạo vùng chọn cho tất cả phần ảnh. Sau đó ta bấm là vô lệnh là select transform selection, và ta giữ internet để bóp đều hai phần của ảnh lại. Sau khi tới đây được rồi, chúng ta sẽ nhấn enter để lấy được cái phần ảnh như thế này. Chúng ta nhấn F7 để mở cửa sổ layer, và sau đó ta ấm phím tắt là internet delete để tô màu cho lớp vừa rồi. Bấm Ctrl D để bỏ vòng tròn. Bước thứ hai, chúng ta sẽ copy lớp layer 1 bằng cách là chọn layer 1 thả vào biểu tượng copy. Chúng ta sẽ bấm Ctrl A trên lớp layer 1 copy. Sau đó Ctrl T và chúng ta sẽ quay 90 độ lớp ảnh thứ hai, chúng ta enter để chấp nhận và bấm Ctrl D. Sau đó chúng ta sẽ gộp hai lớp này lại bằng lệnh là merge down, và chúng ta bấm Ctrl A để định nghĩa cái mẫu tô này thì trở thành chất liệu. Ta chọn là edit fill, chúng ta chọn edit đi define mặt tinh, ta nhấn ok. Nghĩa là chúng ta vừa rồi làm công việc đó là chúng ta tạo ra chất liệu tô là hình chiếc lưới. Chúng ta tắt cái này đi, chúng ta sẽ mở một file mới có được chiều rộng là 600 pixel, chiều cao là 600 pixel, độ phân giải là 150 dpi, cũng là transparent, có nghĩa là phần background transparent. Chúng ta sẽ có được một cái bố cục bề ngang là 600 pixel, bề cao 600 pixel. Chúng ta nhấn Ctrl A. Chúng ta sẽ tô cái này bằng mẫu tô chúng ta vừa tạo bằng cách chọn lên fill, edit fill. Ở mục view chúng ta chọn là pattern và custom pattern. Chúng ta nhấn vào để chọn cái mẫu mà chúng ta vừa tạo bằng nãy là hình chữ thập, ta nhấn ok. Thì bây giờ các bạn thấy là toàn bộ màn hình nó sẽ xuất hiện ra một cái tấm lưới, một cái tấm lưới như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn công cụ, chọn hình ellipse bằng cách ta giữ vào công cụ đầu tiên là chọn ellipse, chúng ta giữ shift để chúng ta vẽ một cái vòng tròn. Sau khi shift vẽ vòng tròn xong, chúng ta nhấn shift 7 để lấy ngược ra bên ngoài, và chúng ta dùng lệnh delete, nghĩa là nhấn phím delete trên bàn phím để xóa phần ảnh bên ngoài. Chúng ta nhấn shift 7 để lấy ngược vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái lưới nó nổi lên thành cái khối 3D. Chúng ta sẽ dùng lệnh là filter distort, và chúng ta dùng lệnh là fuzzer. Chúng ta sẽ kéo cái phần amount là lên 100%, và ta chọn mode là normal, là nhấn ok. Thì giờ các bạn thấy cái lưới nó nổi lên. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái lớp new, là một cái lớp mới. Ta đặt là layer 2, và ta nắm layer 2 ta thả xuống dưới layer 1, và chúng ta sẽ chọn công cụ tô là radiant. Chúng ta sẽ chọn cái màu tô là màu đen bên dưới, màu trắng lên trên. Chúng ta sẽ nhấn vào kiểu chọn thứ hai là radio radiant. Chúng ta sẽ giữ vào bên trong cái lớp này, ta kéo. Thì như vậy thì cái chúng ta vừa thực hiện xong cái việc là tô màu cho cái khối cầu, khối cầu hình tròn. Sau đó là bấm Ctrl D và nó chọn vào lớp layer 1. Chúng ta sẽ thực hiện cho cái lưới nó trở thành 3D, nghĩa là có cái khối. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng chữ F bên dưới của layer để chọn hiệu ứng là Review Animus. Hiệu ứng này nó giúp cho chúng ta tạo 3D cho khối lưới. Chúng ta nhấn vào đây và chúng ta sẽ chọn vào phần Loss Contour. Chúng ta chọn vào biểu tượng Green, cái kiểu Green.
và chúng ta đánh vào cái phần deep là cái độ sâu của nó là 91%. Chúng ta nhấn hoặc 90%, 1% nhấn OK. Thì giờ các bạn thấy là cái cầu ta nó nổi 3D lên, cái lưới nó 3D rõ ràng như chúng ta mong muốn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một lớp mới nữa để chúng ta tạo một cái đường chỉ ngang của cái micro, cái vòng ngang micro. Bằng cách ta sẽ chọn công cụ hình chữ nhật, chúng ta sẽ vẽ một cái vùng chọn hình chữ nhật trên cái lớp mới là dây 3. Chúng ta sẽ sử dụng màu tô là radian, nhưng mà chúng ta sẽ chỉnh lại cái độ màu của nó là ở đây hai bên màu đen cả. Màu đen chúng ta sẽ đánh một chữ K 100%, tất cả kia là không hết, bốn thông số CM, Y là không. Tiếp tục, chúng ta sẽ nhấn ở giữa này, chúng ta sẽ chọn cũng là màu đen, nghĩa là 100% K. Và chúng ta sẽ cho màu trắng hai phần bên đây. Hai phần này màu trắng, nghĩa là hai phía dãy bên màu trắng, thì có nghĩa là chúng ta thực hiện cái màu tô gồm có 5 màu, 3 màu đen và 2 màu trắng, ta nhấn OK. Chúng ta sẽ giữ Shift và ta kéo thẳng từ trên xuống dưới. Nó sẽ tạo được cái dãy tô là một cái hiệu ứng kim loại. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo lớp một lớp mới là lớp 4. Ta dùng lệnh là New Layer. Sau đó chúng ta cho lớp 4 này nằm bên dưới lớp 3. Dưới lớp 3 và chúng ta nhấn Alternate Delete để ra tô màu trắng cho lớp 4. Tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn một cái lớp 5, tạo một lớp 5 là New Layer, tạo lớp 5. Cho lớp 5 nằm bên dưới lớp 4, chúng ta nhấn Control Delete. Sau đó chúng ta sẽ bấm Ctrl D để bỏ vùng chọn. Và chúng ta chọn lại công cụ Move Tool, nghĩa là công cụ di chuyển ảnh. Sau đó chúng ta ở tại lớp 5, chúng ta sẽ nhấn cái mũi tên phía bên về bên phải 4 lần. Rồi chúng ta sẽ chọn 3 hoặc 4, có thể 3 lần thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lớp layer 4. Chúng ta sẽ cho về bên trái 3 lần. Thì bây giờ các bạn đã thấy rằng trên màn hình ta thấy rằng cái khối kim loại nó được tạo ra thành cái khối 3D. Đó là chính là cái vòng của nó chụp ngay cái vòng tròn của cái đầu micro. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp là tạo ra cái phần đuôi của micro. Phần đuôi micro tương đối đơn giản bằng cách là chúng ta chọn lớp layer 3. Chúng ta sẽ nhân bản layer 3 này bằng cách ta chọn layer 3, ta thả vào biểu tượng copy layer. Sau đó ta chọn lại lớp layer 3 và chúng ta sẽ liên kết với tất cả các layer khác bằng cách ta giữ shift, ta chọn thần tự layer 3, layer 4, layer 5, layer 1, layer 2 và ta nhấn vào biểu tượng clean layer và chúng ta sẽ dùng lệnh là merge layer. Thì tất cả những lớp kia nó sẽ được merge dính lại với nhau. Bây giờ trên cửa sổ layer chỉ còn có hai lớp là lớp layer 3 copy và lớp layer 3. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng vùng ảnh bằng lệnh là image canvas size. Chúng ta sẽ mở rộng về phía bên phải là 8 in. Bây giờ hiện nay cái ảnh ta là 4 in và 4 in, ta mở 8 in nghĩa là gấp 2 lần nữa. Là ta mở thêm 18 lần nữa, có nghĩa là 8 in nữa có nghĩa là 12 in tất cả. Thì bây giờ như ta thấy là cái ảnh nó sẽ được mở ra trở về sau là thêm 8 in nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp lệnh là ta chọn phải chuột trên layer 3 copy. Chúng ta sẽ giữ phím shift để nó kéo nó ra bên đây, ra bên ngoài. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl T để ta bóp cho nó vừa. Và trong cái trình bóp ta sẽ chọn là phím Alternate để cho bóp đều hai đầu. Đến khi mà nó cái cạnh ở trên của cái hình chữ nhật nó đụng với cái tiếp xúc cho quả cầu như thế này thì chúng ta sẽ dừng lại. Và ta nhấn Apply, Double Click hoặc là Enter. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào layer, chúng ta sẽ nhân bản lớp layer 3 copy này một lớp nữa. Và chúng ta sẽ tắt đi lớp layer 3 copy 2, ta chọn lớp layer 3 copy bình thường. Chúng ta tiếp tục giữ Ctrl T, ta sẽ kéo cho nó rộng ra chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ bóp tạo hình cho nó hai bên cho nó bóp lại cho đều bằng cách ta chọn Ctrl T. Chúng ta nhấn phải chuột vào bên trong, ta chọn là Upper Back Still. Và chúng ta chọn vào hai cái nút bên phía bên phải, chúng ta kéo xuống thì tự động là cái hình nó sẽ được bóp đều, tự bóp đều giữa hai cạnh lại với nhau. Nó sẽ tạo thành một cái tạo hình, cái cạnh nó bóp lại. Chúng ta nhấn Double Click để chấp nhận. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào cho lớp layer 3 copy nó hiện lên. Chúng ta sẽ giữ Alternate và chúng ta sẽ kéo nó ra ngoài một lớp, nghĩa là tương tự lần copy
Ethernet và shift ta kéo ra cho nó tiếp xúc với cái lớp trên, và chúng ta sẽ giữ Ctrl T, nghĩa là động tác thì giữ Ethernet ta kéo ra, nghĩa là cũng là copy một layer nhanh, thay vì ta giữ trên đây ta nắm thả đây thì ta Ethernet ta kéo ra, bấm Ctrl T, chúng ta sẽ bóp đều bằng cách giữ Ethernet kéo hai cạnh lại cho nó tiếp xúc với cái cạnh cuối cùng của cái lớp mà trên layer 3 copy. Chúng ta enter. Rồi bây giờ ta thu nhỏ cái hình lại, chúng ta nhấn Ctrl T. Chúng ta sẽ kéo cho nó dài ra, không? Dài ra. Nó dài ra như thế này. Và ta bấm enter. Bây giờ ta thấy rằng cái micro nó dài, nó xung đột thành một cái ống kho ống giống như cái ống kim loại này, chúng ta sẽ bóp cho nó nhỏ lại giống như trường hợp trên đây. Bằng cách ta bấm Ctrl T và tương tự chúng ta chọn Bevel Steel, chúng ta thu nhỏ nó lại. Bóp nhỏ nó lại. Và ta đến đồng ý rồi ta nhấn enter. Và chúng ta có thể bóp thu nhỏ lại cho nó vừa. Sau đó chúng ta sẽ chọn lớp cái layer copy 3, layer 3 copy lần thứ 3 trên đây, lần thứ 2 chứ. Ta giữ shift ta kéo ra phía dưới này. Rồi chúng ta phóng to phần ảnh này lên. Tương tự chúng ta cũng sẽ cần trên tay. Chúng ta sẽ bóp đều lại bằng giữ phím Ethernet, bóp đều lại cho nó bằng với cái cạnh ở trên đây. Ta phóng to lên thấy cho nó dễ hơn. Rồi, ta sẽ chọn những phải chuột, chọn Bevel Steel, chúng ta thu nhỏ lại. Ta uplift vào bên trong, ta bấm Ctrl T để chúng ta bóp nhỏ lại cho nó vừa lại. Thì bây giờ chúng ta đã thấy được tạo được cái micro xong. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái lớp layer 3, copy 3. Chúng ta chỉnh phần khối cho nó đen là chút xíu, nó sẽ ra được cái đầu micro. Ta chọn là Image Adjustment, ta chọn là Brightness and Contrast. Chúng ta chỉnh cho phần này nó tối lên chút xíu. Rồi ta nhấn OK. Thì vừa rồi chúng ta vừa tạo xong cái khối của hình của cái hình là microphone của cái microphone. Bây giờ chúng ta sẽ đánh chữ cho cái micro này. Để đánh chữ micro, giả sử tôi chọn cái màu vàng trên chữ. Ví dụ tôi sẽ đánh là một cái dòng là ví dụ như Adobe Photoshop. Adobe ta đánh tiếp là Adobe Photoshop, ta nhấn tiếp là Photoshop nha, Photoshop CS2. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phông chữ này là cái phông tương đối cho nó rõ ràng tí, chẳng hạn tôi chọn là phông Impact Van nè, tôi chọn cái màu nhiều màu cho nó cứng hơn, màu đỏ quý vị. Rồi tôi chọn cái phông ví dụ như phông là 24. Bây giờ chúng ta có chữ Adobe Photoshop CS2. Chúng ta sẽ quay cái chữ này theo phối cảnh, bấm Ctrl T. Ta sẽ đánh điền đây là 90. Hoặc là -90 sẽ quay ngược lại. Chúng ta sẽ enter. Hoặc đắp clip bên trong là chấp nhận. Và chúng ta sẽ bóp cái chữ này cho nó bé lại bằng cách chọn T, giữ shift đây. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ làm cho cái chữ này nó uốn cong theo cái khối tròn của cái đuôi micro, bằng cách ta sẽ dùng cái lệnh là filter. Ta chọn lệnh filter, sau đó ta chọn lệnh distort, ta chọn lệnh furries, và chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng là cái vertical only, nghĩa là nó sẽ, ta thu nhỏ ta sẽ thấy nó dễ hơn. Vertical only có nghĩa là ta kéo vậy thì nó sẽ khích lại, nó kéo vậy nó sẽ giãn ra cái hai đầu gì nó khích lại đây. Ta chọn đúng 100%, nhấn OK. Thì cái chữ nó sẽ được bóp cò tròn theo cái dòng của cái đuôi micro. Tôi bấm mình T, tôi thu nhỏ lần nữa. Giữ Ethernet. Bây giờ các bạn sẽ cảm thấy rằng cái chữ nó được uốn tròn theo cái micro. Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng nữa thì chúng ta sẽ uốn thêm một lần nữa. Và nó sẽ cò tròn tiếp, tôi bấm mình T, thu nhỏ lại. Như vậy thì cái bài chúng ta vừa làm, chúng ta thực hiện chủ yếu là bằng cái cách tạo hình, đó là cái Bevel Steel, và thứ hai là cái hiệu ứng để mà tạo phối cảnh 3D, đó chính là Furries.